Chào mừng đã quay trở lại kênh của mình. Clip này là một clip của một người chơi VIP không ở bàn đài. Họ đã lên được đó là con Miozin vừa mới có ở trong kiện đấu giá vừa rồi, lên được 8 sao để đi bổ trợ cùng với cả Son Galeo 11 sao này. Và người chơi này cũng đã có được con Necroma, tuy nhiên là mới có 10 sao thôi. 10 sao thêm một sao nữa đã có là 11 sao là quá đẹp so với đội hình theo kiểu một người chơi VIP không đi theo kiểu hướng team siêu như thế này. Và người chơi này cũng có theo kiểu mà thép với cả siêu Chúng ta sẽ cùng xem thử cái trận đấu với cả một người chơi uh, VIP 14 đây Họ đang có con Luala, chắc là lên được Zmu rồi, 9 sao Có gieo ra với cả Marcelo này, đội hình theo kiểu team ma Và đấu với người chơi này, đội hình của người chơi tim uh, team thép siêu này đã bị thua uh, Theo kiểu mà 4 trận, thua 3, thắng 1 Thì chúng ta sẽ cùng ngó thì với việc các bạn lên được 11 sao của Necroma nó sẽ có cái sự khác biệt hơn rất là nhiều. Lúc này với chỉ 8 sao thôi thì uh, Mew còn có thể hỗ trợ được theo kiểu mà sinh tồn Thì Necroma vẫn có thể là được Cải thiện tốt về khoản phòng thủ Nhưng mà như các bạn thấy đó là con Masadao với đội hình Team ma Thiểu dạng như là nó đánh, nó bỏ qua cái khiên Một cái khắc tinh rất là lớn Dành cho những Pokemon theo kiểu phòng thủ này Đối với những con khác Thì con Hichan này có thể phòng thủ rất là tốt Bởi vì cái lượng khiên tạo ra rất là dày đặc Tuy nhiên là với cái con Necroma này thì rất là Uh, khắc chế đối với cả cái tim thép bởi vì thép thì tạo ra nhiều khiên nhưng mà ma của Luala theo kiểu đánh toàn bộ qua khiên thôi cho nên rất là nguy hiểm và đối với cả đội hình team mai thế này thì người chơi bên này cũng đang bị bất lợi hơn thì chan đây cái khả năng phòng ngự nó rất tốt và bây giờ là bên kia nó có một con song song leo 11 sao này quá là buồn dành cho con Hi Chan bởi vì là nó bị đánh xuyên khiên Chứ nếu không thì cái team này cũng phòng thủ rất là vững chắc Về team A đây 8 triệu 8 này Rất là mạnh Thì với team siêu như thế này Kiểu dạng như là Necroma này Chưa được hành động nhiều này Các bạn hợp, kết hợp với tim thép theo kiểu thép thuần Hoặc là đi cùng với cả team ma Thì nó sẽ tốt hơn Còn với việc đấu với cả một người chơi team ma bên kia Họ được nuôi kiểu dạng như là con ma Marcelo Đánh rất là mạnh luôn 11 sao Kinh Chan đây Đòn tấn công 2 triệu tư của một con có khả năng phòng thủ này Tim Ma đã mạnh của Masadao rồi Nhưng bây giờ kết hợp thêm với cả Necroma nữa Thì nó sẽ tuyệt vời hơn này Bên kia thì vẫn đang sử dụng đó con Zelda 11 sao Cdb Toàn những con để bổ trợ dành cho con Necroma bên này thì đấu với cả đội hình theo kiểu như này có một trận thắng còn đâu là đa số toàn thấy thua 9 triệu rưỡi à, 9 triệu 9 này Masadao vẫn là một con rất là bá khi đi cùng với Tima Luala chung mà thép thì bị ma nó khắc chế rồi theo kiểu mà nuôi hơi hơi ngang cơ nhưng mà ma vẫn có cái gì đó vẫn đỉnh hơn so với thép nhất là con Masadao khi 11 sao kết hợp với Luala còn uh, bây giờ nếu bạn mà vừa có Mewoyin thì nó là một con uh, gọi là phòng thủ rất là trâu luôn so với cả các con phòng thủ khác thì nó vẫn rất là tốt này đây là Necroma này 3 triệu 36 triệu này để nó ulti được đúng là nguy hiểm nếu các bạn mà lên được 11 sao cơ thì nó mới gọi là quá là an toàn trong đòn tuyệt kỹ còn vừa rồi thực ra là con Necroma đã chết rồi đấy nếu không có Mewoji nó đang lại nhau giúp cho con Necroma đang sinh tồn như thế này thì Necroma 8 sao nó rất là dễ chết đây sinh ra hai cái con Mew một con thì là do CDB một con thì là do Necroma này và Mioji vẫn đang làm tốt cái nhiệm vụ phòng thủ của nó. Song Leo thì rất tiếc bị ở bị con Masada bên kia đánh. Cho nên bạn thiếu con phòng thủ của trong team ma chẳng hạn này thì Mioji nó sẽ làm tốt nhiệm vụ đó bởi vì Mioji nó cũng sẽ có giúp khả năng tàng hình. Và như bạn thấy đó là với bộ đôi uh, và Necroma nó đã quá là tốt để có khả năng giúp tấn công và con Mioji thì nó giúp cho Necroma tàng hình được này và phản khả năng phòng ngự của nó vẫn có thể chống chịu tốt với cả uh, con sao bên kia một con rất là khó chết luôn như các bạn thấy là nhờ sự giúp đỡ của Miojin mà team đã tốt hơn rất là nhiều rồi dạ, nhưng mà rất tiếc qua hai lượt rồi thì Miojin nó cũng không thể uh, giúp đỡ Necroma thêm được nữa còn bây giờ mình sẽ đấu với cả một người chơi uh, lên được cũng 4 triệu được chiến này thì đợt này thì người chơi này kết hợp ma với cả Necroma Miozin đây đội hình theo kiểu như này Sonya 8 sao vẫn bổ trợ tốt này Nói chung với sức không phá của Necroma và Masadao bây giờ thì gọi là nguy hiểm rồi 5 triệu rưỡi à, cướp lượt của con Sonya luôn Tuy nhiên là Sonya biến vào dạng linh hồn rồi con đây Myojin biến thân các kiểu Nói chung là Masadao bên kia 8 sao này Nhưng mà cũng rất là ghê gớm Biến thành sao luôn này Nói chung Miwoji là một con hỗ trợ quá là xịn rồi Sau khi chỉnh sửa skill lại thì nó bị cùi hơn Đi được cũng đúng với cả cái team siêu thôi Còn trước đó thì nó đi với team nào cũng được Một con phòng thủ có khi còn trâu hơn cả những con uh, uh, phòng thủ hiện tại bây giờ đang có cơ Mặc dù nó con hỗ trợ này Thì đây, đấu với cả một con mà dạng như là Necroma thì uh, con Hitchan này nó có phòng thủ tốt hơn bởi vì là nó có lượng khiên dày đặc hơn đấu với Masadao thì Masadao đánh bỏ qua khiên thì lúc đó lại nguy hiểm bên kia Necroma 11 sao này Unti xong vắt là trốn luôn mà Necroma bên này thì chỉ chưa lên 11 sao thì nó cũng không có được cái trạng thái giống như bên kia rất là an toàn địch nào tấn công là Necroma bên kia hút máu này 15 triệu này thêm một đòn tấn công nữa chết luôn con Masadao rồi mà như bạn thấy đó là con Necroma bên kia lại bị chết chung ở dưới 11 sao thì cái khả năng sinh tồn của Necroma nó rất là kém nếu không có Mimogen thì kiểu gì thì Necroma cũng tử trận trước từ đầu vậy nên là với Necroma này ưu tiên vẫn phải lên là uh, 11 sao thì mới có thể chơi lâu được còn không tám mấy dưới 11 sao xác định là bỏ đi rồi không có Mimogen nữa thì càng bỏ đi hơn rồi và Hichan như các bạn thấy là nó cũng không thể chịu được cái cái thời điểm bây giờ rồi đó là lúc phải thay ra chắc là phải sơn yêu và cho vào thôi thì tin nó mới cứng cáp hơn bên kia theo kiểu chơi siêu ma rồi một con necroma mày một sao nó quá là chắc thì lúc này chỉ ít à, chưa lên được 11 sao cũng rất là tiếc bởi vì một mình con Ozin nó giúp cho con Necroma hỗ trợ tốt nhưng mà chắc là lúc đấy lấy con Nec ở uh, con Ozin này lên 7 sao con đâu nâng uh, Necroma lên 11 sao chắc là được hơn bởi vì 11 sao của Necroma nó rất là bá Đây, 11 sao nó an toàn rất là nhiều khi mà nó ulti xong, còn bên kia thì ulti xong ăn nhiều cái phản đam mà chết luôn không biết. Thì phòng thủ của bên này thì coi như chắc chắn rồi, nhưng mà đến với cái phần tấn công thì mỗi con Necroma thôi, 6 triệu 6 này. Chung là sức mạnh của Necroma bây giờ vẫn rất là ghê. Tấn công thì rất là mạnh nhưng mà sinh tồn thì chưa ổn khi mà dưới 11 sao. nói chung là Roma vẫn đang được tồn tại trong vòng hai lượt đây nhưng mà đối với cả team ma thì công nhận là ma vẫn rất là bá đối với tiền đất đá thì điều team ma bị yếu thế hơn thôi chứ còn đâu thì những đội hình khác thì team ma được nuôi tốt vẫn rất là ghê Đó rất tiếc người chơi này có cdb 8 sao nhưng tuy nhiên là Miyagi nó chỉ hỗ trợ cho được hai con hệ siêu thôi mà hai con hệ siêu như vậy thì CB với cả Necroma nó vừa được hỗ trợ theo kiểu mà đỡ bị chết rồi vậy nên là chỉ có Songa à, Songaleo là coi như là không được hỗ trợ thôi rất là tiếc và bây giờ con cuối cùng sống sót hầu như bao giờ cũng là Miyagi này nhưng mà một con không có khả năng tấn công chỉ có khả năng phòng thủ như này thì tim mạng cũng sẽ bị thua thiếu một con tấn công quan trọng Necroma 11 sao để đánh thử với cả tim tiên đất đá như thế này à, bộ đôi pháo đài này xong rồi đi cùng với tia đất đá này xong rồi kẹp thêm cả so galeo này trận đấu này thì mình kiểu cảm tưởng như là khả năng thua là rất là cao rồi bên kia thì theo kiểu mà bẫy các kiểu nữa nổ đam rất là ghê chung là bây giờ team này muốn mạnh thì vẫn phải cần một thời gian nữa để chờ lên được con Necroma lên 11 sao nhưng mà như các bạn thấy đó là với việc lên được một con 11 sao của một người chơi VIP không như vậy nó đã rất là khó khăn rồi cho nên là phải đầu, có khả năng gọi là muốn đầu tư mạnh thì vẫn phải cần thời gian. Đây là không xài được SS, tuy suy ra là cái S cộng vẫn phải có một con mấy con 11 sao thì nó mới có thể chống chịu được. Vậy nên là lên được một con S Mega TNC chẳng hạn thì nó đã sẽ rất là nhiều ưu thế. Đây là một trận đấu theo kiểu mà team bên kia nó có cái lợi thế hơn rất là nhiều rồi. Bẫy các kiểu này pháo đài đây bạn không có một con gây sát thương tốt thì cái khả năng bắn được cái pháo đài này nó nổ trước khi mà hết hài lượt rất là khó nói chung là với cái team vip không này thì đang bị thiếu mất cái khoản tấn công rồi khả năng phòng ngự tốt nhưng mà với thời điểm này thì song leo nó đã không chịu được được với cả những cái đòn uh, tiên đất đá là một với team ma là hai khi chan thì chắc vẫn phải bỏ đi thôi bởi vì là một con phòng thủ trong team nhưng mà cũng không có quá nhiều lợi ích nữa Necroma 18 triệu bắn thì rất là ghê rồi chỉ mỗi khoản là bị sinh tồn kém thôi dưới 11 sao như các bạn thấy đó là Necroma đã chính thức tử trận rồi chỉ là do Miozin nó giữ các bạn sống thôi đây Necro à, sau này nó cũng tử trận nốt rồi này bên kia thì Volcanian cũng tử trận luôn rồi nhưng Volcanian thì mình cũng không quái chơi nhiều lắm chủ yếu là kết hợp theo kiểu pháo đài nhưng mà nó cũng là một con khá là dễ chết nếu các bạn không đi cùng với team nước nữa thì ăn mấy đòn đủ về sau của mấy team khác toàn thì chết thôi thì cái team này thì coi như là chắc định thua rồi và chúng ta sẽ cùng xem trận cuối giữa hai người chơi đó là 9 triệu ba lực chiến với 9 triệu hai được chiến một bên là đi theo hướng team ma kẹp thêm necroma với cả Diamond kyo một bên là theo hướng team tiên đất đá này kẹp thêm với bộ đôi myojin với cả necroma đây về điểm này đây À, nếu bạn nào đam mê chơi team ma, kẹp thêm Necroma đây Nhưng mà người chơi này đặt kẹp thêm Ron Riven QO, mục đích chắc là để uh, Về sau mà con Riven QO này chết đi thì nó vẫn có một cái hóa một cái dạng linh hồn cá Và nó cũng sẽ bổ trợ cho team theo kiểu mà Hiệu ứng nguồn bảo hộ ấy, giúp cho gọi là như là hồi máu với cả có khả năng đó là Chống được những hiệu ứng khống chế chẳng hạn này Thì đó chính là một cái uh, Lợi thích mà người chơi đó cho con Riven QO vào và đương nhiên có thêm bảo vật vàng của sơn nghĩa nữa cũng là một cái để có thể giúp cho team tàng hình theo kiểu màu full như thế này bởi vì lấy lần hai thì team ma nó sẽ thích kiểu tàng hình bình thường rồi cái bảo vật của vàng của sơn nghĩa hoàn toàn có thích hoạt được mà đây là một cái team theo kiểu ma đây Necroma khi lên 11 sao rồi Vừa rồi nó bắn một phát nhưng mà nó bị mất không máu Bởi vì là một phần là có cái Tường kim cương của Mega Tiên Si nữa Nó cũng chặn được những đòn tấn công quá mạnh Nó 84.000 này 5 triệu rưỡi Cũng gần chết Cũng may là vừa tạo được kịp Thời đó là cái uh, núi uh, cái tường đá để chặn tiếp này Bây giờ với Tima thì bộ đôi tấn công đây Rất là tốt này Thì có thêm sân thì bên kia nuôi Necroma mạnh nhất thì nó đang uh, bổ trợ giúp cho Necroma nó thể an toàn được. Bộ đôi uh, Necroma, Massadown Uh, tấn công rất là tốt Tuy nhiên là không phải có thêm Miojin mà lúc này là Diamond Kyo thôi Rồi tấn công 73 triệu Đã chết luôn con Zigane Mega TNC cũng chính thức tử trận rồi Nhưng mà Miojin như các bạn thấy là nó cũng sẽ bổ trợ dành cho một Pokemon mà có cái sức tấn công cao nhất bên mạng cũng sẽ kháng tử được một lần Và vừa rồi thì Mega TNC nó đã vừa được kháng tử này Raven Kyo ăn ulti phát xong tự trận tử trận luôn bởi vì bị phản đam vậy nên các bạn có thể chơi Miozin với cả rất là nhiều team khác nhau vẫn rất là ok và rồi team A với việc đó xuất hiện thêm Necroma cho vào trong team nữa thì nó cũng đã góp phần rất là nhiều thêm khoản tấn công giúp làm cho cái team tiết đá nó cũng đã bị mỏng hơn so với cả lúc trước thì mình thấy với thời điểm này thực sự là Necroma theo kiểu mà 11 sao ấy ờ, Có lẽ là nên đầu tư trước so với cả Muorgin hơn Bởi Muorgin thì nó sẽ uh, theo kiểu mà hỗ trợ dành cho Necroma Tuy nhiên là trước 11 sao thì cái khả năng dạy như là sinh tồn của Necroma cũng rất là kém Đây, và bên kia sử dụng Raymond Kyo mục đích là đây tạo ra nguồn bảo hộ dành cho necroma cũng có thể giúp được hiệu ứng khá hiệu ứng chế này thì coi, coi như là cho một con con cá vào chỉ mục đích là để uh, như thế thôi và công nhận là necroma khi xuất hiện rồi thì tin tiết đá nếu bạn mà gặp gặp một số con theo cầu necroma một sao đi tim mạnh chẳng hạn thì nó các bạn cũng sẽ thấy luôn tin tiết đá nó đã khác biệt hơn ngày trước là đã bị uh, mỏng hơn bởi vì uh, Necroma ra bây giờ là khắc chế tin tiết đá rồi, bắn toàn xuyên tường xuyên khiên thôi Mà mặc dù là lượt 7 rồi, tuy nhiên là cái team Ma bên này vẫn có thể gọi là rất là ổn Một phần nữa là bên kia cũng không chơi theo kiểu tin tiết đá thuần rồi Kết hợp bộ đôi Muojin um, Necroma vào trong tin tiết đá thôi Tiếng đá thuần nó vẫn có một cái gì đó gọi là tốt hơn ở một cái khoản nào đó còn đâu khi kết hợp với những những Pokemon mới thì nó lại nó có thể tốt được với trong những cái team khác Nói chung là rất là nhiều kiểu theo kiểu mà nó cũng có thể gặp cái team này thì mạnh nhưng mà gặp team khác thì yếu cái đó cũng sinh là một cái sự thú vị ở trong những trận đấu như thế này Vừa rồi Necroma bắn đã phát đã tan tác hết cả bên kia luôn rồi Và Bên này thì một, một phần nữa là đang tàng hình Do đó thì nó cũng đã có lợi thế hơn necroma bên kia Nó là không nhìn thấy gì để hành động cả Cho nên là với tim ma này Kết hợp thêm necroma nữa Mà các bạn có được nuôi tốt Các bạn vẫn hoàn toàn có thể dạy là Có được cái sức mạnh Tim ma Thêm necroma nữa thì tốt, tốt hơn rất nhiều rồi Còn thép thì rất là khó Ok mình chỉ review account này đến đây thôi Nhưng mà như các bạn thấy là a cao này có lẽ là lên Necroma 11 sao trước khi Origin lên 8 sao thì có lẽ sẽ ổn hơn. Còn đâu từ từ nâng Origin lên 8 sao sau bởi vì Necroma 11 sao nó rất là bá và khả năng sinh tồn rất là tốt. Còn với đội hình kiểu bây giờ có thể chơi tiếp đó là hai bộ hệ thép để bổ trợ dành cho leo nữa. Còn nếu không thì một trong hai hệ thép sẽ ra đi để cho thêm Sonya vào. Và lúc này thì bạn đã lên được Origin 8 sao thì nó sẽ giúp kháng tử cho đồng đội mạnh nhất nó là rồi một đồng đội hệ siêu nữa thì bây giờ đang bị vướng đó là CDB hay bị chết trước vậy nên là đã giúp cho CDB giúp cho Necroma rồi vậy nên là Son Galeo nó lại không có được cái kháng tử đến từ Muoizin nữa vậy nên các bạn có thể lại cho Sonya vào để thay thế vị trí của CDB đấy là một trong hai cái hướng bây giờ thôi còn đâu vẫn phải chờ thêm những S cộng mới hơn ra mắt để có thể là giúp cho cái team này tốt hơn và quan trọng hơn nữa là Necroma lên 11 sao nữa thì team này nó cũng sẽ khá là ổn. Nói chung với Necroma này nếu mà chơi thì 11 sao thì mới có sự đột biến khác biệt hơn nhiều, còn dưới 11 sao thì mình vẫn không đánh giá quá cao trong những cái trận đấu như vừa rồi, bởi vì là cái khả năng mà sinh tồn của nó quá là kém tuy được cái sát thương mạnh thôi.